Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay nhóm mình cũng có chuẩn bị được một con dúi nè, với mà một số ốc. Dúi này lát nữa mình sẽ hon với mang, còn ốc này lát nữa là mình xào lá cách. Cái này là ốc đắng nè. Dạ, ốc đắng mọc kê nữa. Cái này là ốc xong nè, nó mới bự về nè quay. Dạ. Còn dúi này là dúi nuôi nha cả nhà. Cái dúi rừng nó hung dữ lắm chứ nó không có hiền gì đâu ha. Dạ. Con này nó hiền, nhìn nó dễ thương quá ha. Khò khe khe luôn á. Con này chắc tầm khoảng 1,7 kg cho ha. Dạ, từ 6,7 kg. 1,7 kg. Dạ, dạ lên luôn ạ. Nó hiền khôn mà. Rồi. Thì bữa nay cũng có mồi bán ha, chút xíu mình lai gai ha. Dạ lai gai lên đây. Ở đây thì cũng có chuẩn bị thêm một bụt măng nữa nha cả nhà. Cái này là măng mặn tâm nha cả nhà, chứ không phải măng măng kia là măng gì cha, không quên rồi đó. Măng kia xào măng tứ quý đồ nữa. Măng này nó có nhiều loại. Cái này nó nhẫn nhẫn, nó hơi nhẫn nhẫn rồi phải luộc rồi xả hết. Dạ. Sau đó một chút xíu mình hon thì mình sẽ để măng vô á, nó ngon ha, nó có bổi ăn, nó không ngán. Cái con này mà ở thấy ở trên miền núi á, thấy nó làm hang á, nó làm hang sâu hết ghê luôn á. Cái măng này thì thường á, ở nhà mình ăn cơm thì mình hay hầm ha, hầm dưới xương hoặc là giò heo ha. Xào cũng được. Mấy con ốc có nhìn thấy mập quá trời ha. Con ốc có vậy chứ không có ngon mà cái con ốc ở trong vườn, còn mấy con ốc xong này giống như mấy cái con của nó bự lắm. Vườn nó lên đập con. Nhất là những cái ao mà mới lên á, bên vườn rồi này kia đồ á. Có cá với ốc nhiều. Ốc mua hả? Ốc này mua, nãy quen nó mua. Này chắc mua cũng mười mấy ngàn ký quá. Hôm nay chú Bảy đi giao chuột ở xa rồi, giao tới bên Cần Thơ bánh luôn rồi. Không biết lời không mà thấy đi giao tới bên Cần Thơ là thấy tiền xăng thấy. Không biết giao được mấy cái chuột mà đi tới bên Cần Thơ giao bánh không biết. Chẳng đưa thăm gái không hả? Chắc đi qua thăm luôn á chứ. Bữa nay có mồi bán mà chú Bảy ha, không được ăn ha. Nắng đi ra đi cũng thơ mà. Chú Bảy không chạy xem ra đó, chạy tới bển á. Chú Bảy tính trời hay á. Đây chạy qua tới bên Cần Thơ. Cái này nhìn sơ cũng giống như cái củ hủ dừa ha. Giống củ hủ dừa mình. Chú Bảy không mấy đứa con hả? Ba đứa vậy? Hai chị gái với lại Tú. Ba người. Ở đây thì mình hôn mình cũng có chuẩn bị sa tế nè. Rồi với ngũ vị hương, trao với nước cốt dừa, với tương hột. Này mình cũng có thêm chuẩn bị thêm một số đậu phộng nữa ha. Bây giờ nó cũng tiện ha, nó có bán cái hũ nước cốt dừa trong hộp sẵn luôn ha, mình khỏi cần nạo ha. Lúc xưa thì mình còn phải nạo đồ này kia ra nữa. Hộp đó đủ béo không nha? Thiếu một bịch kari kìa. Kari hả cha? Lát chút xíu chạy đi mua kari với bánh mì nữa. Cái này mình nãy quên mua bánh mì á, cái này thì hồi mình làm cho nó sạch sạch đó, cái mình chấm bánh mì ngon. Mì bún gì cũng được. Ở đây thì nãy giờ em cũng ra thịt dúi xong rồi. Giờ thì cũng em cũng chuẩn bị ướp luôn. Ướp cho nó thấm để lát cho nó, mình hon cho nó ngon. Hon cho nó ngon đúng rồi. Dạ. Nãy quen giặt lộn với con dúi này đuối ha. Dạ. Nhờ hỗ trợ của bác ba chứ thôi em phơi xong nữa. Tới chiều luôn á. Xong đi tắm luôn hả? Dạ. Hồi nãy nhớ em mặc đồ đẹp lắm mà quen. Tại em dúi, tại dúi làm. Xuồng ốc mương. Đây ốc thì mình lấy ra ha, chút xíu thì mình xào với lá cách thì mình chưa có bẻ nữa, chút xíu mình bẻ vô mình xào với lá cách.
Cái món này nhậu vậy chứ bắt nó quăng. Dạ. Cái này gọi là mồi bén luôn ha. Quá bén luôn. Tính ra mình lâu lắm mình đâu mới ăn được con dúi á ha Quang. Dạ. Như đợt trước anh có ăn một lần với giờ chuẩn bị thêm lần nữa nè. Đây thì mình cũng cho sa tế ha. Sa tế. Ừ. Sả nó nhậu nha. Để hồi hồi quên sả nha. Tương này nó có hai loại, Quang có tương đen nữa đó Quang. Tương đen mà sáng em mua không có. Cái tương này thì chút xíu mình sẽ để lại đặng mình làm thêm nước chấm nữa ha. Dạ. Thơm. Đúng ra cái món này là làm thấy nhiều gia vị quá ha. Dạ. Dũng đó giờ có ăn dúi chưa? Có. Đó ăn dúi là luộc. Dúi luộc ha. Luộc đó là chắc mình chấm với mắm nêm hay là gì ta? Chấm mắm nêm, làm như chó luộc giả với chả cây gì đó. À. Là mình sẽ ăn với rau sống, chuối chát, khế chua này kia đủ ha. Đầy đủ rau hết. Ừ. Với lá mơ nữa. À. Không rồi cái món đó nhậu chắc cũng bắt lắm mà ha. Ốc này cũng bắt con nè. À. Lễ cực quá. Cái này một hồi làm nước mắm giống như mắm xả. Mắm xả tương nha. Dạ. Cái này thì mình ướp trong vòng để tầm khoảng 30 phút không? Dạ, cả 30 phút nó thấm. Ừ, đúng rồi. Để càng lâu thì nó càng thấm càng ngon ha. Dạ. Dúi này cũng lâu cũng nè. Đáng em ra mẻ trái dừa mới được. Ừ, nó mới ngon. Nấu nước dừa coi. Dạ dạ. Chứ mình phải vừa nước lạnh vừa nước dừa chứ còn nếu mà nước dừa không nó có không ngon nữa nha. 50 nước lạnh, 50 nước dừa ha. Dạ. Hồi xưa giờ nghe nói chuột xào lá cách không mà bữa nay ăn ốc xào lá cách luôn. Chắc cũng ngon như thường ha. Lá cách thì cũng dễ ăn cũng thơm. À, dúi cũng xào lá cách cũng được. À, dúi cũng giống như chuột. Giống như chuột kìa. Xào ăn gì nó dày. Đúng rồi, cái da nó dày. Nếu mà xào mình phải luộc, luộc trước để cho nó ấy. Nó mềm ha. Bắp chuối này thì một lát mình sẽ đập dập mình ăn chanh ha. Chanh. Ăn với cái món hon này. Bắp chuối nó không chấm nha, nếu mà nó mắm thấm này chấm ăn cũng ngon. Đúng rồi, nước mắm thấm á. Cho dưới vô xào sơ nè, cho nó khan. Cái này lửa lớn lên mau xào ha. Dạ. Trái dừa quá mỏng vỏ luôn. Nước dữ nha. Dạ. Quá trời nước luôn nè. Cái này mình phải hầm nó hơi lâu một xíu, lại nó già nó dai đó, đúng không? Đây chắc mình nấu chắc cũng 45 phút rồi. Dạ. 45 phút mà nếu mà mình ăn mà mình nấu cho nó mềm nó thì để bếp ga, bếp ga cho nó nóng nóng, nó mềm nhanh hơn. Nãy giờ dúi nó cũng săn rồi, em cho nước dừa vô. Nước dừa cho nó rút một xíu, lát mình cho nước lạnh vô nữa.
rút vô miếng thịt ra. Rồi bắt đầu mình cho thêm miếng nước lạnh nữa. Cái này là lát mình sẽ làm cho nó sạch, nó sắc xuống luôn ha. Dạ đúng rồi. Cho nó sạch sạch. Giờ em cũng chuẩn bị làm món ốc xào lá cách luôn. Em thử mở thơm lên cho ốc luôn. Cái này ốc đây hồi làm một ly chắc ăn to mấy quên ơi. Con có ốc á. Cái này thôi lấy muỗng múc mới được. Làm chừng nào mà hết dĩa ốc này mình nghỉ nhậu. Dạ, đợi biết nhiêu ly nữa. Hồi là gấp đũa chứ không cho lấy muỗng múc nha Quang. Cho miếng nước mắm cho nó dậy mùi thơm. Quang làm mồi lâu quá. Món này chín trước nhậu trước Quang ơi. Chị làm món này trước. Thôi em vô đây vậy là món này chín em mới nhậu trước. Chín người vô mặt một chút sao. Dạ. Quá trời, cái này Quang, cái này kho sả, Quang bỏ sả vô kho ăn cơm cũng ngon lắm á Quang. Dạ. Tôi nói coi vừa chín chạy nữa coi với thịt heo á. Dạ. Kho rượu ha. Cái đó mà giống tự tự nếu như cái dừa tự tự giống như cái da heo vậy đó. Mình coi giống da heo quay ha bạn. Cái lá cách này nếu mà mình xào chín quá thì nó sẽ nhẵn ha. Còn nếu mà vừa tới thì nó sẽ ngon. Ốc nó nứt hết rồi Quang ơi. Nồi dưới này làm xong lát nữa mỗi người nhậu xong là bỏ bạch người mình tin về đó. Vô mời em á. Bỏ người bạch để bỏ thằng nước mà quên chỉ mà nước hết rồi. Cá đó về nướng. Nướng chiều nướng làm chỉ. Cái này thơm quá, hấp dẫn quá. Bạn có mỡ tỏi phi. Tắt lửa. Thơm quá ha. Nhiêu đây đủ nhậu rồi. Cha chị đợi em lâu quá. Tại con vú đó hơi cứng á. Dạ nó già. Vú nó chứ giống mình nên nó cứng ăn được á. Vú già lắm rồi. Dạ. Dĩa này chắc đầy, dĩa này là vừa luôn á Quang. Dạ. Còn nhiều không thấy nó lớn như nhiều lắm cha. Giường dĩa luôn á Quang. Dạ. Dĩa này ngoài quán bán nhiêu dĩa trời. 50 ngàn. Dễ vậy. Chứ bán dễ dễ người ta mới ăn chứ bán mắc quá ấy. Sao cơ. Để anh vô anh coi cái màu dúi của em sao rồi. Cho mặn vô luôn hả bạn. Dạ. Yeah. Khoảng 10 phút nữa là mình bắt xuống ăn được rồi. Này chắc thôi mình để lên bếp ga ha. Dạ. Yeah. Bếp ga cho nó riu cho nó mềm.
Hồi nãy giờ em làm cũng làm được hai món xong rồi. Giờ thì cũng mời cả nhà lại gái nhóm luôn nha. Xin mời cả nhà. Dạ, không mời tới đây. Vô Nhũng ơi. Dạ, vô. Này món này nó mần hơi lâu một xíu. Ngon lắm nè, cái món nó ngon lắm. Dạ. Chuối nhiều ngọt từ chuối luôn, ngọt còn chuối luôn hả? Cạn ly luôn ha. Ừ. Uống được nhiều uống hả? Ở đây ai muốn uống nhiều uống hả? Ví dụ mình vừa miệng thì mình uống hết ly, không vừa miệng thì uống nửa ly vậy đó. Nóng cổ liền luôn. Cái món ốc này thì nhìn quá hấp dẫn ha. Này thì mình sẽ chấm với bánh mì. Thấy Quang làm món này hấp dẫn quá nè, mà không biết ăn có trúng không đây nữa. Trúng là thất đây nè. Hy vọng là trúng anh ơi. Thấy là ngon hả Quang? Dạ. Em thử miếng nè. Ngon cho lạ chứ. Để lại anh ngon lắm. Mà lạ gì cái chuyện ăn ngon rồi. Có cái nước mắm chồng. Cái mùi lá cách ăn với cái món ngon quá, thơm chứ. Lạ lạ miệng quá. Nó tóm lại lá cách thì nó xào cái gì cũng dễ ăn chứ. Cái này mình theo hồi nãy mình sắc xả dễ ngon nữa. Dạ. Để xả chung vô luôn hả? Ừ, chung vô thơm. Ăn nó thơm chứ. Cái món lá cách này là biết cái đặc sản nó là gì không coi? Bánh xèo hả? Xào chung á, thịt á. Với thịt chuột hả? Chuột hoặc là gắn chung. Gắn chung. Gắn chung bằm. Đúng rồi, gắn chung bằm ha. Mình còn cây nữa kìa. Mai... Nhiều lắm, còn hái nhiều lắm. Gắn không? Cái gì? Dạ, cái lá cách đó chứ. Cái cách tên là không. Gấp thử cái này coi vừa ăn chưa? Ăn thử đây. Da nó dày. Da nó ăn giòn ngon lắm. Thử món của Quang. Mình thấy một cười cười. Cười cười là coi chừng là nó còn dai hả? Dai cứng lắm. Nhưng mà thịt thì ăn được, da thì còn dai ha. Cái thịt nó mềm, da nó như hơi dai. Hồi nãy em có còn bắt lên bếp không Quang? Hay là viên xuống? Dạ viên xuống rồi. Bắt lên bếp đi Quang, cho nó... Để chị bắt cho. Cho nó... Thằng này lấy con là con già nè. Con này nó già nên nó dai. Nhưng mà thường là con dúi á, là mình ăn những con già vậy chứ nó ngon nha. Ngon hơn nó ngon hơn con tơ. Không theo như mấy người mà có găng em ăn cái da này. Cái này á, nấu tới lửa cái da nó giòn giòn, dạ. Nó mềm mềm. Nhìn nó hơi dẻo dẻo ha. Ừ. Như là chấm bánh mì gì khỏi chê ha. Chắc này chấm bánh mì. Hôm nay mốt muốn ăn không? Kiểu giống như cà ghi quá ha. Dạ. Chấm này cũng ngon vô quá ha. Dúi này ăn che với ăn mía không mà nó dai ghê trời. Ăn thử cái da rộng thôi á. Cái da rộng nó giòn. Dạ. Cái là nó thấy người ta nuôi nó cũng có ăn chỗ mà nó đâu có vận động đâu mà nó dai. Chắc cái loại nó vậy á. Loại nó vậy. Cái ra cái con chuột cống nhum á nó cũng bự bự giống vậy ha. Nó dạ. Từng tầm khoảng ký ha. Nếu mà chị không biết nó con dúi chị cũng tưởng con cống nhum không á Quang. Dạ. Mà cái thịt nó ăn giòn cũng là nó dai. Dạ. Thử coi thịt nó giòn.
bằng lòng bàn qua không? Dạ. Ngon hơn. Dạ, ngon hơn. Cái món ốc này mình nhậu là mình lấy cái muỗng mình xúc qua ngay. Dạ có, em có chuẩn bị muỗng cái bên này. Đúng rồi, mình xúc vô chứ cái đó mình dạ. Bên đó có muỗng á. Món này giống cái món này bánh tráng vậy ha. À. Bánh tráng mình xúc. Mấy người mình có gì mình đắt. Cái bánh đà bánh tráng. Trời ốc nấu lễ rồi vừa gán nạo á, vừa dạ. Cuốn với lá cách ha, ăn liền luôn. Dạ. Chấm với nước mắm chua ngọt ha. Chấm mắm chua ngọt. Giống như gỏi cuốn á cha. Ừ, cha lần hồi xưa cho hay mừng món này nhậu. Trời, uống nghe đã quá ha. Ăn lễ rồi nghe. Quá rồi, quá rồi. Quá rồi hả? Quá đã hay gì? Còn thấy mấy chỗ người ta cũng có cuốn bánh tráng hay gì bác. Ông này chơi rau vườn không? Thí dụ lột bằng lăng lá cắt rau vườn không á. Lá xài đồ này kia vậy đó. Vừa gắm gắm mới nạo ra. Cái chấp vô lớp là lễ chừng 20 ốc lấy vô cuốn là ha. Trời, chấm mắm béo. Ngon. Uống đi đi, ngon quá. Dạ. Mà ốc hồi xưa mấy cái vườn mà mới lên ruộng mới lên hả mặt trời ơi trắng tao à. Ốc này cái con của nó có trị bệnh gì không hả bác? Con nghe nó cũng bộ xương. Có chất canxi. Chim chim này là chim chim Thái nè, bởi vì nhìn cái gai cái râu của nó dài ra ha, xanh nữa. Cái thằng Thái chứ không có trái gì mà ăn chua chứ. Me Thái cũng ngọt nữa cha. Cái me mà còn ngọt hết. Măng cục Thái cũng ngọt nữa. Mà nói trái cây của Thái nữa ngon, ngọt mỏng, dầu á, chim chơm nữa, mỏng. Chùm riêng Thái cũng đứng đầu. Đầu riêng thì cũng Thái Lan cũng ngọt. Chứ hổm gầy đi Cà Mau đi chơi với hai chiếc no trong bụng không muốn ăn rồi nó ghé nó ăn nó kêu chứ rồi ghé ăn tao không ăn tao ngồi như này chơi mà sao nó xuống ngồi này buồn quá học cũng vậy nó không gạo xuống ăn nổi cũng kệ kêu thằng tô ngồi nhơi nhơi cầm lòng không đậu phải ăn người cái ăn sáu chân à. Nãy giờ có ai dùng thử măng không ta? Có em ăn rồi. Còn một cục măng. Măng nãy có luộc trước không nè? Có luộc rồi đó. Mình luộc qua một nước lâu rồi đó. Chín măng luôn cho nó ra nước á. Trước con ăn đớt đắng. Đúng rồi. Hơi hơi nhão. Mà cái măng ăn cũng phải có cái mùi nhẫn nhẫn cho nó ngon. Dạ. Nó mới đúng cái hậu của măng ha. Nó gì phải có chân chinh cái đó mà. Trộn lên cái qua để khác rồi, nó mỉm. Nghe ta nói nấu này mà để cái củ hủ cao quá, ăn ngon. Hơi cao hả? Củ hủ cao. Hủ cao, nó củ dừa mà nói củ hủ cao quá. Biết rồi, biết rồi. Nó ăn ngon hơn củ dừa nhiều. Củ cao ăn có người ăn không quen ăn nó bị xem món nghề mà nó ăn bùi hơn có củ dừa nhiều lắm không lại nấu kiểu cày ra cày nè để vô tại ý thức nhau chứ thấy nó không ngon củ dừa chứ mà hơn chị để măng là ngon nhất biết sao nó có độ giòn dai củ dừa thấy nấu hỏi trình vậy thôi nó mềm mềm trình vậy thôi củ dừa mình để vô mình ăn liền thì được. Ừ. Củ dừa. Củ dừa đặc biệt nhất có nhất cho mình nhân miếng xèo ngon ha. Dạ. Trời nó để vô thứ gì cho nổi. Giá ở lại đó. Củ hủ dừa với lại thịt vịt xiêm á. Nhân nó quay. Dạ. Ngon lắm. Mà mỗi lần ăn nó ăn bánh xèo củ hủ dừa tốn quá. Tốn cái dừa. 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 Tốn nghiệm cái dừa. Dạ. Bây giờ là người ta có đôn mình ăn chứ người ta có cái mới này. Đâu có, ở đây em muốn ăn là đốn luôn nguyên cây dừa. Cây dừa đúng không? Đây đây đâu hết cây dừa nào đâu. Đốn hết luôn rồi. Mấy cây dừa này nè, là đốn 3-4 cây rồi đó. Bây giờ mày muốn ăn củ dừa đốn xèo mà xuống sao đốn củ dừa dứa mà đổ thơm. Dạ. Bà hỏi mình cũng đổ con hủ dừa mà dứa đó. Đúng rồi. Cây ngoài đó đó. Bởi vậy nãy ra ngoài đó kiếm đâu có dừa dứa nữa. Còn dừa mình không à. Thơm lắm. Thì nãy vô đây thấy này nắng quá, nó không có mấy cây dừa cao cao, bóng mát gì hết. Ăn trơn rồi. Dạ.
vô. Cái chú hồn này ngâm lâu nó gà nó cái mùi nó ngặt gắt hơn. Không gà ngắn quá, giá chiều tao cũng uống lon bia với chừng 5-7 ly rượu này, không uống nhiều. Nắng quá nắng. Mưa đổ mưa xuống này bắt đầu là dễ bị bệnh lắm. Gà dịch rồi dễ bệnh. Đúng rồi, nếu mà rớt mưa xuống là mà thường á thì người dân mình á ở dưới quê á nuôi gà là cái hay tỏi á, đập cho nó ăn á, bầm ra nhuyễn á, đập cho nó ăn. Mẹ chị kêu ăn thịt gà đi. Mưa xuống dưới nhà dưới còn 5 con vịt chim mới quyên. Dạ. Đó ăn bánh xèo bắt đổ ăn. Dạ. Vịt chim bánh xèo quăng ha. Bây giờ mình có vịt chim rồi mà mình chưa có củ hủ dừa. Rồi giờ anh rể biết mình quan biết tới nó dương ăn ổ mấy trứng không? Bao nhiêu bác? 25 chín. Trời ơi. Vịt chim để sai lắm. Chúng dạ. Cái giống này nó để sai mà bự con nữa. Dạ. Hôm kia chạy ngang gặp nó sao không ngay. Chú không ra chú mua vịt con nữa. Tao mua lần con ra vịt tao má vừa rẻ ăn không hết luôn. Không mà nếu mà mình ăn trứng ha, cái trứng vịt xiêm ăn cũng ngon nha. Dạ. Nó bự nè, mà nó ngon hơn là cái trứng vịt mà trà đồng mình ha. Bắt chuối không ăn chứ hả? Ngon nha. Dạ có, con có ăn cho ngon. Lộn chứ không nhén quá. Dạ. Nó chua chua chát chát ha. Tao không bắt chuối với nước là chừa thịt nhẹ, tưng nè. Phải tưng nấu cực khổ chay chưa. Bắt chuối mà ăn trong ruột ăn gà. Mà chửi. Thôi chứ có gan ăn cái vỏ hơi gạo vỏ nó ngọt. Nó ngọt, à. Đúng rồi, nó ngọt giòn hơn. Ăn cái chấm chát. Ai nói con chịu không phải ăn cái ruột à. Nó có cái cùi á. Ăn cái ngon, giòn. Cái cùi. Bây giờ nó mềm hơn lúc nãy rồi nè. Để mình bắt cái gà. Mình đã kêu vậy là hồi nó vừa ăn luôn à. Cái gà da nó chuẩn bị ra nhựa rồi đó. Ừ. Thấy nó hay mềm. Trộn với cái này nó. Tại là cái này là mình gấp ăn chứ không phải là nó không mềm hết quên. Dạ. Tại mình gấp chứ không phải là nó. Nó với gà nhựa nó vừa ăn quá. Dạ. Nấy gà trộn. Ngày qua, thấy không? Cái đó là 3-4 ly vô chậu. Thôi cho mẹ ly thôi. Không, ở đây mình ngồi này mát nè. Mẹ giờ ở ngoài nắng lắm. Ở ngoài mà nhậu này chịu nổi đâu. Gió này mát kìa. Một ly uống 2 lần hả? Ly uống 2 lần. Uống hết rủ chứ mà bưng lại chứ ơi. Giờ này cũng lần thứ 2 nè. Nó già nó hút nguyên hơi này. Này có hơi đầy. Có hơi đầy. Thì sao ăn gian rồi, ngon gian mày nói tí dính lên hoài luôn. Còn đó lưu lại. Vậy chứ mình để cái bếp ga vậy nó nóng nóng vậy chứ ăn nó ngon nè à. Chứ mình múc ra tô vậy chứ chút xíu mình phải hâm chứ thôi nó bị đóng mỡ á. Cái gì cũng vậy, để nóng thấy ngon, hấp dẫn. Hấp dẫn. Anh nghe cái mùi nó bay lên mà giống như là nó béo luôn không rồi, thơm á. Anh nghe nó thơm mà mùi giống như béo. Cũng như anh thấy ha, nấu nồi canh chua lương. Dạ không, cái này không có đậu phộng. Nấu nồi canh chua lương múc ra tô thì ăn thấy ngon mà kêu mà múc ra làm cái... Để kêu cái lẩu nghe ngon hả? Dạ. Lẩu lương nghe ngon hả? Rau mình nhúng vô là nhúng vô là nó ngon hơn. Nhúng liền ăn rau nó tươi đó, giống như gọi là nó không có chín quá đó. Vừa tái vô cái mình ăn nó sẽ ngon hơn. Vì vậy phải trên bếp nóng mà ăn lúc nào cũng ngon hơn. Vậy chứ có những người ta cũng không thích nóng thì người ta phải để nguội cơm hay là canh cũng vậy nữa. Canh đồ cũng vậy nữa, người ta để cho nguội vậy đó, người ta mới chịu ăn. Bữa nay chắc xài nữa không mày? Xài. Quên nó về quá. Ngày nay ở gì nay xài mai sỉnh hả? Vậy là không có ngày nào tỉnh luôn á. Dạ. Em
em chuẩn bị giọng trước rồi. Giọng sau lưng em mà. Đây uống xong xỉn cái lên giọng ngủ luôn. Tỉnh về. Rồi, chị biết bữa nay tại sao em có biệt danh đại đế miền Tây rồi. Tại vì ai mà uống với em cái em thí mạng luôn, em uống xong bắt đầu em lên giọng luôn rồi. Dạ. Người ta còn đi về nữa, người ta đâu có uống nhiều đâu. Mẹ em có dặn rồi, nói mày có xỉnh thôi mày ngủ tại chỗ không đi đừng về. Hiểu lắm. Lúc đi mẹ có dặn nha. Dạ. Còn như tao đi ra kia tao nhậu ngân viện. Bà nội dẫn ông nội nhậu ngủ mãi không có về nha, sáng về tối không có về nha. Nhậu 10 lần nữa 10 điện. À, thì nãy giờ nhớ mình cũng có live ra xong rồi. Thì cũng xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp nha. Xin chào cả nhà.